ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, hội dòng con Đức Mẹ phù hộ và gia đình kính báo. Nữ tu Maria Magdalena Lê Thị Hải, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1989 tại Thanh Hóa. Khấn lần đầu ngày 4 tháng 8 năm 2017. Khấn trọn đời ngày 29 tháng 12 năm 2022. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 13:30 thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở dòng con Đức Mẹ phù hộ Tam Hà, Hưởng Dương 33 tuổi. Chương trình tang lễ, nghi thức tẩm liệm 8 giờ thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022, nghi thức tiễn biệt 6 giờ 45 phút thứ Hai ngày mồng 2 tháng 1 năm 2023, thánh lễ an táng 8 giờ thứ Hai ngày mồng 2 tháng 1 năm 2023 tại Thánh đường Giáo xứ Tam Hà, Giáo hạt Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn. An táng tại đất Thánh Giáo xứ Tam Hà. Kính xin Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, anh chị em trong gia đình Sa La Diêng, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Maria Magdalena. Kính báo hội dòng con Đức Mẹ phù hộ bà cố Maria Nguyễn Thị Minh, các em trong gia đình. Xin quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Maria Magdalena mau sớm được hưởng vinh phúc nước trời. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Vui Flow. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.